Linh nó có đăng cái vlog gì mà đây 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 à, chị em tâm sự về người yêu cũ à, có cái chữ chị em mà tâm sự về người yêu cũ, có cái chữ yêu cũ, người yêu cũ cái tự nhiên cái tôi khoái à anh em à. À để tôi coi có nó nhắc gì thằng Duy nhỏ không, chết mày với tao, mày chết mày với tao. Xin chào mọi người, mình là Linh Ngọc Đàm. Yes sir, hôm nay mình sẽ làm clip thử lòng bụt. Mình sẽ mặc áo Doraemon ra ngoài đường á mọi người ơi. Ủa sao không chào kiểu đấy nữa? Má, cái kiểu đấy mới là cái kiểu mà chào của Linh Ngọc Đàm chứ. Bây giờ chào nó hơi hiền ấy nhờ. Đúng không em, bây giờ chào hình như hơi hiền hay sao ấy. Chào là phải quạo một tí, cái này chào hơi hiền nhá. Người khác thì cuối tháng này là sinh nhật em gái của mình. Thì kiểu năm nào mình cũng sinh nhật đồ băng á. Mình cảm thấy mình nên làm một cái gì để cho nó. Đây anh em nào chưa biết, đây là đợt băng là 04165 ở trong GTA của bé nhím này. Kiểu handmade thì nó sẽ ý nghĩa hơn, bên cạnh cái việc là mình cho nó tiền cho nên. Hôm nay mình đã rủ được một người em gái biển. Sao mày không rủ tao tâm sự nè, tao không có nhiều tâm sự nè Linh. Quầy cái này hay á, cái tập này cực kỳ hay luôn nè. Tập 2 mời tao đi, tao với mày tâm sự, có nhiều chuyện cái tâm sự luôn đúng không? Tao hiểu mày, mày cũng hiểu tao, anh em mình tâm sự dễ vãi. Dạ, sao đéo mời tôi nhờ, đúng không? Tâm sự với nhau chứ. Một người em gái bí ẩn của mình, mọi người phải biết là nó rất là thương mình, nó mới chấp nhận lên clip đấy mọi người ạ. Áp lực lắm. Kiểu sống ẩn giật đấy. Nhỏ này, mọi người có biết tên nó không? Bọn mình gọi nó là... Đờ Băng. Em Bảnh nhá. Gọi là Đờ Băng nhá. Ok, Đờ Băng nhá. Nhớ nhắc tới tên Bảnh tôi mới nhớ anh em nhờ. Mà hôm bữa đi Hạ Long ấy, xong là đi Hạ Long cũng có Bảnh này đi nữa, mà cũng có Bảnh là vợ của Bông Min luôn. Xong rồi đang ngồi ăn cái tôi nhìn vợ Bông Min thì tôi thấy mọi người hay kêu là cô Bảnh là Bảnh Bảnh gì cô bổn lành đấy. Xong tôi cũng kêu bổn lành, nhưng mà hai người nhìn tôi là xong rồi tôi đảo lại cái từ đó là bổn lành là Bảnh đấy. Quái thật. Quá cái biệt danh ác thiệt chứ. Thế hôm nay mình với cả Dương Bánh sẽ làm ảo rồi đấy. Thì chắc là mình sẽ làm một cái bình này gọi là bình gì ạ? Tiếng Anh thì gọi là fairy jam. Fairy jam về chụp bướm. Chụp bướm. Thì mục đích của mình là để tặng cho con ngọc, mà con ngọc cái ngọc là ngọc nào? Của nó sẽ kiểu hơi thần tiên lãng mạn một chút. Thì ngọc em của Linh hay là con Thi Ngốc vậy? Thì chắc là cái này sẽ hợp với mình. Còn em Bảnh ngọc nào bây giờ tặng cho bạn trai thì không biết u à, ngọc trai của em Bảnh, ngọc người yêu cũ của em bao. Ngọc người yêu cũ em bao, tôi biết. Ok, hai chị em mình sẽ cùng làm cái phong cách gọi là thần thoại Hy Lạp một chút. Ok, thì lúc đầu mà qua đây á, chị cũng hỏi mình là mình có muốn làm mấy cái này. Là mày đang giới thiệu là cái ở cái chỗ này là nó đang ở có làm cái này hay là vô cái khúc tâm sự đi, tao cần cái khúc tâm sự cơ. Vô luôn cái khúc tâm sự đi Linh. Này không thì là mình tao giàu lắm, mấy cái này cũng rất là đẹp. Tao giỏi lắm rồi. Gọi là gì ạ? Suncatcher. Phải từ từ mới được. Bẫy mặt trời mọi người, hơi bị xinh. Linh bây giờ tự nhiên nó thích làm nghệ thuật dữ ta. Hình như nó đang học làm Bên đây thôi. Thiết kế hay sao ấy? Thiết kế đồ quần áo ấy. Có một cơ hội. Mày chắc chưa? Mày chắc chưa? Tao cầm cho mày cắt. Cắt này đúng không? Được mà. Ok. Nói như nào nhỉ? Nói về cái phần thiết kế thì tôi thấy là thì sở thích của Linh thì chắc chắn là tôi sẽ ủng hộ nó rồi. Nhưng mà một phần gì đấy thì tôi vẫn thích là cái phong cách ngày xưa của Linh hơn. Cái lúc mà nó có da có thịt một tí á, nó tròn tròn một tí ấy, bây giờ nó hơi ốm. Bây giờ ốm thì có thể là với nó thì nó đẹp ấy, nhưng mà trong cái con mắt của tôi thì tôi thích nó ngày xưa hơn. À, hình như của mày rỗng ở trong nên nó dễ hơn. Đúng không? Nó cũng không rỗng nhưng mà nó mềm. Tôi thích nó ngày xưa hơn anh em ạ. Giờ gầy quá. Tao vừa phải kiểu thỏa mãn cái gu của tao, mà tao vừa phải thỏa mãn cái gu của con Ngọc. Nó rất là lằng ngoằng. Mà cái gu của hai đứa là chưa tâm không sự liên quan gì đến nhau hết. Tao cảm giác cái bình mày làm ra con Ngọc sẽ thích hơn là của tao. Tại nó thích kiểu sáng sủa. Nó thích sáng sủa. Em cảm ơn ạ. Ok, mày đã chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi đầu tiên chưa? Clip này phải ăn chừng ăn edit không nhỉ?
đùa chứ Diệp Anh là một người mà nó không bao giờ xuất hiện công khai trên mạng xã hội. À cũng không phải, ý là công khai trên các clip các thứ. Nhưng mà mình nghĩ ai cũng biết Diệp Anh rồi. Diệp Anh thì là một người mà có gọi là mối tình rất là đẹp và khiến mình cũng rất là ganh tị các bạn ạ. Mày có nghĩ là mày làm tao ganh tị không Diệp Anh? Không. Tại vì em thấy là gọi là sao nhỉ? Cái quan hệ ở đây chắc mọi người cũng biết là thế Đờ Băng này là người yêu của Hi đúng không? Chắc ở đây mọi người cũng biết hết đúng không? À có mỗi mình tôi bây giờ mới biết nha. Tự nhiên của mình với em nó cách yêu nó cũng khác nhau nữa. Mày biết đúng không? Nhớ biết đúng không? Lần đầu tiên chị em mình gặp nhau. À có nhớ. Cái cảm giác nó hơi ngượng ngạo ngượng ngùng nha. Cảm giác nó hơi. Giờ mới biết á. Nhầm. Chết mẹ quá mà tôi tiết lộ bí mật rồi. Không sao, lộ rồi thôi. Mày khai thật đi, ngày lần đầu tiên mày gặp chị, mày nghĩ chị sẽ là một người như thế nào? Hoặc là mày cảm thấy cái gì mà thì lần đầu tiên theo như em bé Bô thấy là lần đầu tiên em gặp chị Lê Ngọc Đàm thì có thể là em thấy là chị hơi thẳng tính một chút xíu, nhưng mà không sao, thẳng tính là một cái điều rất tốt. Sau cái điều thẳng tính đó là em thấy là chị Linh Ngọc Đàm ở ngoài là hơi tí hon một tí. Hồi đó là tôi lúc mà tôi chưa gặp Linh ở ngoài thì tôi nghĩ là Linh ở ngoài chắc là không phải 1m75 mấy giờ, nhưng mà khi mà tôi gặp ở ngoài rồi tôi thấy nó hơi tí hon nha. Hơi nhỏ nhỏ người bé bé xinh xinh đấy. Đấy kiểu như thế. Không nhá. Ngày đầu tiên chị rất nói chung là cảm quan đầu tiên là cảm thấy nó không đáng ghét. Ồ, cảm thấy nó không đáng ghét đâu hả? Không biết sao nữa nhưng mà nói chung mà gặp một cái tình bến cũ ấy mình hay sẽ bị cảm thấy hình như hai người yêu. Đây là người yêu cũ, đây là người yêu mới, ha, tâm sự với nhau hay sao ấy nhỉ? Đáng ghét là mình sẽ không ưa nó đúng không? Đúng không các cậu? Cảm thấy nói chung là suy nghĩ đầu tiên sẽ cảm thấy không đáng ghét. Tại sao mày lại có cảm giác đấy không? Đấy là nó đã nằm trong sự tính toán của tao rồi đấy. Tại vì cái lúc mà nó bảo là tao dẫn người yêu tao qua là tao sẽ biết là giữa bọn mình sẽ có một gọi là một cái gì đấy nó sẽ rất là ngượng ngùng rồi. Thì tao còn phải chết mẹ rồi, tôi biết là tập sau nó mời ai rồi, tập sau mày tâm sự với thằng Bụt đúng không? Quá tập này không chịu view quá chặt đầu tao đi. Lên trên mạng tao sở thử nghệ thuật gì tao còn nhớ. Tao còn lên trên mạng sở thử nghệ thuật làm bạn với người yêu mới của người yêu cũ nhưng mà nó không có ra. Vậy là chứng tỏ là chưa. Nhưng mà nó có ra một cái là nghệ thuật ứng xử giữa người với người hay cái gì đấy. Tao đọc xong rồi tao còn đọc cả comment thì tao thấy là ok, nếu như mình thật sự có thiện chí mình muốn làm bạn với cái người đó trong một cái mối quan hệ mà nó nhạy cảm như thế thì mình nên tránh tất cả những cái hành động mà có thể khiến nó khó chịu, đúng không? Khiến người đó khó chịu. Thì tao mới ngồi suy nghĩ hành động gì của tao có thể khiến mày khó chịu được. Thì tao mới ngồi tao liệt kê ra một cái list, ví dụ như một là tao sẽ tránh cái việc là tao nhìn quá nhiều. Hai, nhìn chăm chăm tránh cái việc là tao nói chuyện hay tương tác gì đấy mà kiểu còn nó quá là thân thiết, ý là mình phải tinh tế rồi, tại vì nó sẽ làm cho mày kiểu cảm giác đề phòng tao. Và ba là yes sir, bro, tương tác với mày nhiều hơn là cái việc là tao tương tác với yes sir, bro, khiến cho mày cảm thấy yên tâm hơn về cái sự xuất hiện của tao trong cái biết mà. Ê, lần đầu tiên mày gặp người đấy, lần đầu tiên mày gặp người ấy có phải lần đầu tiên gặp tao luôn đúng không? Không, tao gặp không? Trước ý là gặp trước, xong rồi lúc sau mới đi lên cái chỗ không, hình như là không, cái đợt đấy là về sau rồi. Em nhớ là hồi xưa là gặp nhau xong rồi gặp nhau còn đi lên Sa Pa chơi nữa cơ. Lần đầu tiên mày gặp định mệnh của đời mày, mày có nghĩ mày về cả người đó sẽ lâu bền như bây giờ không? Chị mình lần đầu tiên tôi gặp Linh là do Linh nó rủ vô qua nhà nó chơi, xong rồi qua chơi nhậu nhẹt ăn uống xong thì tôi quá vô tình gặp bạn Di của tôi luôn, xong rồi từ đó là tôi với bạn Di đó là thân với nhau tới bây giờ. Đấy thì bây giờ là tôi với bạn Di đó là rủ nhau chia tay người yêu cũ hết đó, xong là quen người mới đấy, tuyệt vời má manh em cao lãnh là đỉnh luôn á. Di ơi mày đỉnh, Di ơi. Đấy, nó thấy tôi chia tay nó không chia tay luôn, đỉnh gì hay gì ơi má, mà anh em tao lãnh nó phải vậy chứ nhờ. Đúng đời. Tại vì kiểu cảm thấy là kiểu nó khoảng cách nó hơi xa ấy. Nhưng mà đỉnh thật các bạn ạ, có những cái mối quan hệ
xuất hiện trong đời và mình nghĩ là nghe nó vô lý vậy ta. Cái lúc mà mình biết về cái việc mà hai đứa này là đến với nhau, mình kiểu thế mà làm được trời, kiểu khó lắm. Là kiểu về cả địa lý, về cả công việc, đứa thì đang có công việc ngoài kia, đứa thì đang có công việc ở trong này. Bánh này, tao cũng cảm bánh này là người Hà Nội anh em, nhiều hơn trong cái mối quan hệ này rất nhiều luôn, cố gắng rất nhiều đúng không? Ừ, mày thực ra là cả hai người đều cố gắng rất nhiều thì biết, nhưng mà giống như nhưng mà chỉ là cái của em, bánh là người Hà Nội anh em, còn cái người ta thì không ai thấy được. Mày thấy mày thấy lên này, bánh là người Hà Nội nhưng mà trong thời gian rất là lâu, 4 năm không nhỉ? 4 năm hơn. 4 năm. Ủa, quen nhau 4 năm à? Chúng mày đã bao giờ kiểu cảm thấy chán nhau chưa? Kiểu phải đến đã đến em phải. Em nghĩ là chắc là có, nhưng mà nói chung là kiểu trong những cái lúc bắt đầu mình hay có những cái suy nghĩ là nó bị sai đúng không? Nó bị sai lệch. Mình bình tĩnh lại thì mình mới suy nghĩ được đúng đúng không? Thì đôi lúc con người ta cũng có những lúc. Đôi lúc mình cảm thấy chán người đấy rồi nhưng mà xong rồi làm sao để mình có thể căm bánh là cũng tên bánh mà tao nhá, mỗi lần mà kiểu ta đang yêu một người bánh là cũng gọi là bánh mà, cảm thấy chán, tao hay bị chán luôn á. Tao không thể lấy lại được cái cảm xúc mà tao hay bị thế. Thử suy nghĩ là tưởng phải, hoặc là có thể là hai người chưa trải qua được một cái gì đấy nó quá là gọi là quá là sóng gió hả? Ý là kiểu chưa cùng nhau trải qua được một cái gì đấy thực sự là hai người có cái sự gắn kết thì đấy đặc biệt. Đúng rồi, sóng anh góp ý xíu bằng bánh á. Sóng nó cũng vừa thôi, chứ mà sóng to quá thì nó giống Nhân Linh đó. Sóng kiểu là sóng cũng vừa thôi, chứ mà má gặp cơn sóng thần cái là gọi sang bằng tất cả luôn đó. Bây giờ đường ai nấy đi rồi đấy, sóng cũng vừa thôi, sóng mà to quá là cũng hơi nguy hiểm đấy. Sóng vừa thôi nhỉ. Đến lúc mà mỗi lần mà nghĩ lại cái đấy là mình có thể vượt qua được hay không? Còn mà xúc động mình suy nghĩ lại ấy. Là lỗi do tao. Giật bé. Những cuộc tình của tao nó quá là dễ dàng. Tao không thấy là bọn tao có một cái gọi là drama gì mà phải. Kể cả tại vì nhá, nếu mà một mày không nhìn mà cái ngón chân của tôi này đó thì đến từ phía gia đình đúng không? Phải liền không? Hoặc là kiểu sự nghiệp hoặc là gì đấy. Nhưng mà bố mẹ tao thì quá dễ. Bố mẹ tao chỉ cần con chỉ cần là tao chỉ cần là yêu con người thôi. Tao đừng có mẹ yêu con chó con mèo là được. Mặt tao yêu con chó con mèo cũng được nữa. Bố mẹ tao quá dễ. Tao không biết nữa. Xong rồi đấy, công việc các thứ thì nó cũng cứ thế thôi, chả có gì tàn tàn đúng không? Nhưng mà tôi thấy là những người mà sinh năm 96 ấy, thường là cái đường tình duyên nó rất là lận đận. Tôi thấy trước mắt là 96 là cái đường tình duyên nó rất là lận đận anh em ạ. Nó kiểu nó không có được suôn sẻ ấy. Yêu ai rồi được một thời gian là cũng thà là bây giờ là cưới luôn đó. Linh nó cũng đến cái tuổi rồi nó cưới rồi anh em ạ. Giờ mà đùng phát công khai bạn trai đó, nguyên cái bầu trà đá lửa rồi cưới luôn đấy, là vào phơm. Chứ mà yêu nhau vậy nó lên đên lắm. 96 lận đận lắm anh em ạ. Đúng thế, tao phải gặp sóng gió gì trời. Hoặc không thì ý là kiểu hai người cũng phải bù trừ với nhau kiểu. Thì cũng có bù trừ thỉnh thoảng kiểu mình thích ăn cái này, nó thích ăn cái kia. Không phải ý là kiểu trong giao tiếp mà nó mà mọi người ấy, ví dụ mọi người yêu nhau, mọi người có hay hiểu dành một khoảng thời gian ở đấy để hai người nói chuyện kiểu với nhau, hoặc là thi thoảng nói về kiểu cảm hai người đang làm sao kiểu dạo này. Cô mày sao giật bé hoài trời? Đấy là chuyện đương nhiên. Ý là kiểu ví dụ giống như là kiểu khi chẳng ngồi kiểu nhiều lúc tự dưng hỏi là em có lúc nào mày thấy chán tao không, hoặc là em lúc nào mày không? Mọi người có bao giờ kiểu tự nói chuyện thế, hoặc là kiểu nhiều lúc giống như là kiểu hỏi là yêu nhau lâu rồi mày có thấy kiểu như nào? Hoặc nhiều lúc mà tao cáu lên thì mày thấy như nào? Mọi người có bao giờ gọi là tự nói chuyện với nhau về những việc đó không? Chết. Hình như chưa đúng không? Còn mà tôi nhớ Linh nó chửi nó giận lên là nó như con mẹ mày thật tốt, mẹ bô béo nha. Còn mẹ bây giờ nó khác rồi anh em ạ. Chứ má mày cái thời gian này mà khoảng 2 năm trước ai mà đụng tới nó chửi mẹ mày hết đầu thai luôn á. Wow lắm luôn á. Mà tôi cái chân tôi nó cứ bị dập bẻ hoài nhờ. Tao và những người mối tình trước của tao nhé. Bọn tao hay hỏi nhau ví dụ kiểu ê tối nay đi club không? chúng mày có hay cãi vã không? Chúng mày có hay kiểu bất đồng quan điểm không? Không. Thực ra là ý là để hay cãi nhảo bằng cãi xào ấy. Ừ thì đấy, nhưng mà chúng mày cãi xào đúng không? Còn tao là tao không bao giờ cãi xào. Tức là những cái gì mà nhỏ nhặt, những cái gì mà nó không gọi là tao có một cái giới hạn. Chỉ cần đừng đi qua cái giới hạn đấy
thì cái nào cũng ok, cái nào đúng cũng không? Ok, tao không bao giờ có cái sự gọi là cãi nhau hay là ok với hôm nay tao muốn. Má tôi cũng đồng ý, Linh là nó không bao giờ nó cãi nhau hết trơn ở đây mà. Trong suốt khoảng thời gian nó quen cái người ấy đấy, không bao giờ nó cãi nhau hết. Nhưng mà cãi cái này chia tay luôn. Nó phải vậy anh em mà. Mình cãi cãi phát nó to luôn chứ. Má yêu nhau cãi lặt vặt nó đau đầu lắm. Mình chơi phát đùng rồi, không còn gì của nhau nữa. Phải vậy chứ anh em. Cãi lặt vặt làm cái gì, đúng không anh em? Ừ. Ăn bún bò Huế chẳng hạn. Nhưng mà người yêu tao bảo là hôm nay tao thích đi ăn phở. Ok ăn phở. Tao rất là dễ trong tất cả những chuyện nhỏ nhặt, cho nên là không có gì để cãi nhau để mà phải ngồi xuống mà. Nhưng mà một khi nhá, có một cái hành động gì đấy nó đi qua cái đường ranh giới là không, thì không là tao chia tay. Là đến cái đoạn chia tay con mẹ nó rồi. Ủa sao chia tay? Cho nên trao đổi với nhau những cái việc nhỏ nhặt xung quanh nữa đi. Mọi người đừng có nghĩ những cái việc nhỏ nhặt xung quanh đấy không quan trọng nha. Những cái việc đấy về sau trong cái mối quan hệ lâu dài nó quan trọng lắm. Ví dụ giống như là cái việc chị ngủ ngáy chẳng hạn. Ý là lúc đầu mình sẽ ngáy, mình sẽ ok được, mình sẽ ấy được đúng không? Nhưng mà dần dần về sau, thế nên đấy là lý do về sau. Nhưng mà về sau khó chịu vãi. Thề mà giống như hôm bữa nha. Tôi nhiều khi tôi cũng thấy tội chị Don thật. Đó, mấy lần hên là thầy ô nếp mà kiểu là đi ngủ trễ nhá, chứ thầy ô nếp mà ngủ đúng giờ thì thôi, chị Don chắc là đang ngủ chắc là lạc trôi ra cái cánh đồng nào á nhờ. À, đang ngủ rồi tự nhiên vô giấc mơ mẹ đang đi làm ruộng rồi gặp mấy cái máy xúc lúa hay sao thầy bị đâu tôi nhớ y thinh trong đầu của tôi luôn. Má cái lần đầu tiên mà tôi mới vào team Refund nhá, không mà đi Thái Lan mà thi đấu á đó, thầy Udip y gan vậy luôn anh em, mà kéo đàn cò hay sao ấy giờ. À dĩ đâu thật mà anh em, thầy ngáy ác luôn á. Có nhiều người không ngủ. Thầy ngáy hơi bị ác. Đúng rồi, cả nhà vệ sinh riêng luôn. Ví dụ nha, mày có biết anh Semi là một người ngủ ngáy rất là... Không, em biết mỗi lần, kiểu có mấy lần á, Trang với Thảo cho em mắc, mà em nghe thấy tiếng ngáy không hả? Tao đồng át cả tiếng nói chuyện chị em luôn mà. Lúc đầu con Trang nó bảo là chị ơi anh chồng em ngủ ngáy, tao kiểu chỉ nghĩ là kiểu ngáy bình thường thôi, kiểu thì đàn ông mà ai mà chẳng ngủ ngáy đúng không? Nhưng cho đến khi tao chứng kiến anh xem mày ngủ trước mặt tao, tao kiểu em biết mà, tại cái này đúng mấy này. Lần có lần FaceTime á mình cứ nghe tiếng ngáy ở đâu quay ra thấy chồng em đang ngủ. Nhưng mà xong lúc đầu con Trang nó bảo lúc đầu em mất ngủ luôn á, nhưng bây giờ em về sau nó cũng quen rồi ngáy của chồng em. Đấy là thế có phải tôi là một người đàn ông tuyệt vời không trời? Tôi ngủ ngoan vãi, ngủ ngay ngắn không? Không lấn chiếm qua cái giường bên cạnh, ngủ không ngáy, ngủ rất là ngoan luôn, giống như là trẻ sơ sinh nữa mấy ông ạ. Giống như trẻ sơ sinh mới sinh ra, ngủ ngoan vãi. Nhưng mà có điều má mà hay giật mền thôi. Tối hay lạnh quá là tôi cứ ấm tôi trước đã, còn vợ tôi thì cứ kệ vợ tôi đúng không? Vợ tôi chắc chắn là tự xử lý được rồi. Đúng không? Tôi cứ ấm trước đã, kệ vợ mình đi đúng không? Vợ mình lớn rồi tự lo được chứ. Mình chứng chứng cũng có thể những cái mình sẽ quen được, mình sẽ ấy được, nhưng mà dần dà có những cái nhưng mà không thể quen được với việc để tất lung tung. Không, ý là em chỉ ví dụ thôi chứ còn thực ra là okay. Người đấy luôn luôn bỏ đúng chỗ, ý là em chỉ ví dụ một cái điều mà thôi. Nhưng mà thật ra thì mình yêu nhau đâu có ai hoàn hảo hết đâu anh em. Ví dụ tôi mất cái điểm này nhưng mà tôi bù lại được cái điểm kia. Chân cũng vậy, chân mất cái điểm này nhưng mà chân bù lại cái điểm kia, nó gọi là bù trừ cho nhau. Chứ mà để làm một cái người hoàn hảo cho người kia thì nó gọi là khó quá. Khó quá anh em à, cái đấy về mình phải chịu đựng nhau thôi đúng không? Cái nào sửa được thì mình sửa, còn cái nào sửa không được thì mình chặt bỏ. Giống như chân á, chân là hay đi vợ tôi hay đi dài kiểu là sọt vào luôn đúng không? Người ta phải ấy mấy cái nấc ra đúng không? Người ta mới sọt dài vô thì cái dài nó không hư. Còn vợ tôi cứ sọt thẳng cái dài vô xong mà nông nhiều khi mà tôi nhìn tôi nhót vải liền. Đúng không? Đấy. Đó, ví dụ mà hư như vậy mình chặt cái chân, đúng không? Đấy, hư chân thì chặt chân, hư tay chặt tay. Nói thế cho nó nhanh nhỉ. Thật ra trong mắt tao không biết ngu người khác như nào, nhưng mà trong mắt tao tao thấy mày rất là đẹp, dáng cũng kiểu gầy đó. Xong rồi được đúng không? Thái thì cũng đúng cái kiểu mà kiểu tao thích, nhưng mà mày lúc nào mày cũng tỏ mày cũng kiểu cảm thấy rất là tự ti ấy. Không, nhưng mà em thấy thế thật. Nhưng mà vấn đề là tại sao mày lại tự ti? Đúng rồi, phải tự tin như chị Linh nè. Như là người ta kiểu xấu hay là người ta bị
Sao phải tự tin như chị Linh nha. Chị Linh là có má quả clip là cái gì mà Linh Ngọc Đàm mà cover và đất binh nhảy á, nhưng mà chị Linh là ngại quá, chị Linh xóa hay sao ấy. Mà anh thích clip đó của chị Linh và luôn kiếm lại xem hoài, nhưng mà đéo có. Phải tự tin như chị Linh cơ, mình làm được đúng không? Hoặc là người ta mập hay mình làm được, người ta ẩn có mày nó clip rồi. Thật ra những cái như cái người đấy tao cũng thấy người ta cũng không tự tin nữa, tại vì mỗi một người người ta sẽ có một cái có một cái nét riêng người ta. Mặc dù người ta có thể nhiều ký hơn mình nhưng mà cái nét đẹp nhiều ký của người ta lại là một cái nét. Ai xong này chơi game anh em ạ, xong này chơi game. Và mình gầy như thế này thì mình cũng có một cái nét đẹp riêng của mình, nhìn rất là đẹp, nhưng mà lúc nào mày cũng kiểu em xấu lắm rồi. Nhưng mà em đã cảm thấy thế đấy, em bị ám ảnh lại với sách đấy. Tại sao do chê mày quá nhiều không? Không biết nữa, không, từ xưa em đã cảm thấy thế rồi. Chơi Minecraft anh em ơi, nay hợp làng căng á. Cảm thấy là lúc nào chưa bao giờ là kiểu đủ, hiểu không? Ví dụ như là hay là tôi với Trân kiểu sống với nhau một năm vợ chồng, cuối năm nay cũng làm clip tâm sự, hai đứa tâm sự với nhau coi có hằng học với nhau gì dưới này để cho anh em xem, nó cũng cuốn phết nha, cũng cuốn phết đấy. Nói chung là chưa bao giờ thấy là đẹp được tự tin ấy. Thế mày nghĩ thế như thế nào thì mới là cũng cuốn phết đấy. Đến khi nào mà mày kiểu tự tin, mày đến khi nào mày mới bảo là ok hôm nay em đi quay clip với chị nhưng mà em tháo khẩu trang. Trời ơi, nó sẽ là một người, nó sẽ là một ngày kiểu ngày đấy mọi người phải độ pháo ngại cam bắn ngày ngại cam giống chị Chi rồi không thích lên hình ảnh. Em bị ám ảnh camera lắm, bị sợ hãi camera lắm, mỗi lần em nhìn thấy camera là em cũng bị áp lực nữa. Thế nên nhá, chị thấy nhá, tuy nhá lâu kỳ sống lâu kỳ, rõ ràng nhất của em thể hiện trong cái việc đấy á, là mỗi lần ví dụ nhá mà đi ăn đi uống đúng không, đi ở ngoài đường này nọ thứ á, mà ví dụ trước mặt em có một người lạ khác đi, là khi mà em dùng điện thoại á là em luôn che cam như này. Em che cam như này xong em lướt để cho người đối diện người ta cảm thấy là thoải mái với cái việc đó, người ta để sẽ kiểu người ta không nghĩ mình chụp ảnh lén người ta, hiểu không? Hiểu. Có luôn hết à? Trời ơi, mọi người phải biết nha, ngày xưa cứ ai chụp tôi vui lắm. Tiêu của nó còn kinh khủng hơn. Ai chụp tôi lại dày liền. Ngày xưa làm gì có chuyện mà nó ngồi ở đây trong clip này nó bị khẩu trang à? Quát lắm đấy mọi người ạ. Ngày xưa nhìn thấy camera ở đâu là nó né. Không, đây vẫn là thể hiện cái độ gọi là tình cảm chị em đó. Chứ không bình thường một người khác thì thôi tôi cũng xin phép. Chứ không là tôi cũng xin phép mọi người ạ. Chị cảm giác kiểu mối quan hệ của bọn mình nó đã đến cái giai đoạn là kiểu không cần nhất thiết là phải lúc nào cũng kề nói chuyện nhưng với nhau. Chỉ cần có vấn đề gì đấy, chỉ cần có vấn đề gì thì tất cả. Đúng rồi Linh à, tao thấy cũng thấy thế. Mối quan hệ của mình bây giờ là đâu phải nhất thiết lúc kè nói chuyện đâu. Nhưng mà cần một cái là không có mặt. Ê, cần một cái là có mặt. Ví dụ sắp tới bạn thuê nhà có thiếu tiền, hú hụt tiền cái bạn hú vậy cái nha. Rồi cho bạn mượn tiền cái. Cả mọi người đều biết hết. Đúng. Đúng rồi. Chỉ cần có sóng gió là mày để ý ngày xưa bọn mình mới chơi, bọn mình còn kiểu hay kiểu check in xong rồi quay này quay kia. Bây giờ đi kia. Còn bây giờ bọn mình kiểu đi ăn. Ê, đi nhưng mà tính ra mỗi lần bọn mình đi bọn mình vẫn nên chụp một cái để mai sau bọn mình làm lại một cái kỷ niệm, bọn mình lười clip quay lại. Ôi con này lên chưa, lên chưa em? Mày chấm một cái, chấm một cái trên này. Ông Linh nó không tâm sự với tôi trời. Ướm lên đi, ướm lên đi. Ông Linh nó không tâm sự với tôi nhờ. Tâm sự với tao này Linh. Như thế hơn để cho nó ở. Tâm sự với là một người có gia đình rồi này. Giữ đi cho nó khô. Tâm sự với tao nhờ. Buồn thật. Gọi là ví dụ nhá, mà em không tự tin về một cái gì đấy thì em sẽ đây xong clip này vào chơi đi mày. Kiểu gọi là không chơi em cũng sẽ biết những cái nào mà kiểu mà mày tự tin chứ đúng không? Ví dụ nhưng mà tôi cũng tinh tế mà đúng không? Tôi có tinh tế không? Không tinh tế à? Cái gì trên người mày mà mày tự tin nhất? Cái gì trên người em tự tin nhất á? Làn da. Tiếp đi, một bộ phận trên cơ thể. Thôi khẩu nhạy cảm đi. Hàm, rất là tính không? Đúng. Hàm á. Hà nó đẹp lắm mọi người ạ, mặc dù nó không sâu ra thôi nhưng mà giống kiểu nó bò sát vào cái đây là em đang tự tin mà. Tự tin mà. À tự tin à, thiết chắc không? Nhưng tự mà tin. Cái ham mày đẹp. Không, cái em biết cái hào của em lắm. Tại sao? Tại vì nhá, ý là ví dụ ở ngoài này chị mình sẽ nhìn thấy nó ok đúng không? Không, chúng ta nhìn ở ngoài nó không đến nỗi đâu. Nhưng mà mỗi lần mà chụp ảnh lên á là nó sẽ bị chơi game khác đổi gió á, nhưng mà đấy, tôi vào tôi xem làng tí đã, tầm 10 giờ đổi ra chơi game khác anh em. Nhìn nó giống như là đúng rồi, nhìn nó một vạt như thế này này. Đúng, rất là một vạt như thế này luôn. Nhưng mà cái cảm giác cái mặt nó bị
nó bị bè lắm, nó bị kiểu nó, nhưng mà nó là một cái nét độc đáo riêng nó. Nhìn nó rất tí thôi, chơi tí thôi, chơi nhiều nghiền lắm anh em ạ, chơi tí thôi. Lúc nghe nghe cái tự tin với tự tin nó giống nhau quá nên tưởng là thế thì tự tin đi. Cái gì mà tự tin trên người mình nhất? Chiều cao. Ừ, chiều cao cũng được đi, tại vì so với cả bảnh này mà ăn mà tròn tròn một tí, có da có thịt cũng xinh phết đấy, nhưng mà không hiểu cái sao các bạn nữ không chịu ăn nhờ. Đó, như vậy đã bảo là mập lắm rồi. Con sòi tối ngày nó gặp tôi đó là anh Bô ơi, dạo này em có mập không, trong khi nó ốm như cái tâm vậy. Không hiểu tại sao nhờ. Chứ sao, so với cả những người xung quanh thì gầy quá, cái này là hơi gầy rồi, khá là cao so với những người xung quanh rồi. Như vợ anh đúng không? Không, như vợ anh là bậy nha. Như vợ anh là quá mập rồi, nó anh mới kêu là chân mập đúng không? Như vợ anh là mập đấy, chứ không phải gầy gầy. Như vợ anh là mập đấy mà, nói thẳng ra là vậy. Rồi đó, rồi đó, thương xương tao cảm thấy là ok rồi đó. Ủa nhưng mà mình có cần mấy cái cành cây xung quanh nữa không? Đâu. Ừ, tao nghĩ là của mày hơi trơ, cho thêm mấy cái cành cây. Đã không còn loại hoa nào mà thấy nó hoa nữa. Gần hết rồi đây đây mày. À, chơi game giờ mà. Xanh lá, tông vàng. Ê, nhưng mà chị mình có biết một sự thật đấy là đây là hai màu mà em ghét nhất không? Là màu xanh lá và màu vàng. Tại sao? Tại sao mày ghét màu xanh? Sao? Ví dụ ở trên đời này tôi thấy là có nhiều bạn kiểu là ghét màu này ghét màu kia, hay là không thích màu này không thích màu kia. Kiểu tôi thì tôi, hay là tại vì tôi đơn giản ta, tôi mà nói thật với anh em mà thì tôi ăn cũng được cả, mà cái gì tôi cũng cảm thấy là hài lòng cả. Cô không nhìn cái gì mà tôi thấy mà không hài lòng cả. Tôi kiểu vậy anh em à. Ví dụ anh em ra ngoài đường anh em sẽ thấy một cái gì đó anh em bực bội tức tối là khó chịu em ngửi, mà tôi lúc nào tôi cũng thấy happy. Tôi lúc nào tôi cũng thấy happy hết em. Người ta gọi là dễ như phò ấy. Đấy. Đặt đâu ngồi đấy, cho gì ăn đó. Kiểu dễ anh em mà dễ tính ấy. Nhưng mà ý là em ghét màu xanh nhưng mà phải là màu xanh nõn chuối nha. Màu xanh nõn chuối mấy cả màu vàng. Tại sao? Hả? Không biết thì trong tất cả. Chỉ có một cái điều mà tôi cảm thấy không happy á, là có một số anh em trong đây là xem stream của tôi. Mặc dù tôi biết là ngày nào cũng xem stream của tôi đấy, nhưng mà không cho tôi xin một cái follow nào cả. Follow nó miễn phí cơ mà, nó đâu có mất phí đâu. Thế tại sao vào đây xem rồi thì không ủng hộ tôi bằng một cái follow? Không donate thì follow cho tôi đi, để tôi sớm đạt được 1 triệu sub bên Nemo. Tại sao vậy? Why? Đó, có một điều tôi không happy là như thế thôi. Còn lại tất cả mỗi thứ đều happy hết anh em ạ. Tất cả các bảng màu đấy em cảm thấy là em sẽ không thích hai màu đấy nhất. À, chị mình thấy chưa? Lấy đùng 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 đùng. Mày chọn màu xanh gì như thế nó sẽ bị văng. Chọn văng kiểu hơi ngả ngả về trắng. Ngả. Mà tôi chưa bao giờ thấy nghe con Linh nó hát nhỉ. À lúc trước con Linh nó sờ chim nó có hát không? Nhưng mà xanh nhạt nhạt, đừng xanh đậm. Hát hay không các cậu? Đây nó bạc bạc hơn xíu nè. Thì nó đỡ bị chọn màu. Tôi chưa bao giờ nghe con Linh nó hát. Chắc hát đéo hay rồi, đéo hát cái gì. Sau mấy tiếng bọn mình quá các tiếng hát lên cái tất trầm cảm luôn. Em mình đến đây từ lúc 11:30 các bạn ạ. Không đúng. Đến từ lúc 11 giờ chứ. Thì bây giờ là tầm 1:30 rồi. Sau gọi là 2 tiếng rưỡi vật lộn thì đấy chị em tôi đã có một cái 2 tiếng rưỡi á. Trời ơi. Đang đầy tình cảm nhé. Đang đầy tình cảm dành cho những người yêu thương nhất. Hảo rồi đấy. 2 tiếng mấy ạ. Món quà này thì biết điều một chút. Đăng lên story tác của tao vô. Trình bày cảm xúc các kiểu yêu đáng kiểu kích kiểu cảm nghĩ rồi đó. Xong rồi hết rồi hết rồi đúng không? Buổi hôm nay cảm thấy rất là thành công. Lần sau chị em một mình hết rồi. Lần sau chị em mình sẽ kiếm mấy cái khác nên xem này nốt của Mithy không nhỉ? Nhưng mà tôi lỡ là tôi có hẹn dân làng là vào rồi anh em à. Còn họ và các bạn trong đấy cũng đợi thôi, để dành clip này ngày mai mình xem nha. Mai xem các bạn ơi, mai xem nhiều quá rồi.